Dạ không ạ, à, đây là con Chí ạ. Nhưng mà hồi xưa có Chí nhiều không? Con rất nhiều ạ, à. Nằm đâu lay đó. Có đụng người nào lay người đó. U là chú biết cái lượt mà cái lượt gỗ ngày xưa không đó? Cái lượt tước Chí xuống đúng không? Cứ mỗi lần mà mẹ con tước một cái xong tước một cái xong bắt Chí đau, mẹ con bắt Chí đau. Mẹ con bắt Chí rất đau. Con có hiện tượng hối từ nhỏ. Đây là nỗi mảnh thứ hai của chú mang tên bàn thờ. Trời ơi, bàn thờ mà chú để chú vẽ như cái không, gì tại vậy? Ở nhà ngoại của chú có một cái gian bự luôn. Bự cỡ phim trường này nè, chỉ để thờ thôi. Là ngăn là ba gì nè. Là mỗi gian thờ một thời khác nhau hay sao á. Không có dám vô. Vậy nhà chú phải nhà vô cái đền. Không, cái đó là nhà ngoại thôi, không phải là nhà chú ở, nhà thờ tộc. Chú giờ nha. Sợ lắm, không có dám vô. Nên cũng không có tả kỹ được tại đâu có dám vô đâu. Nhớ xương xương nè. Nào xưa con có sợ bàn thờ không? Con sợ bàn thờ nha. Con nhìn bàn thờ con có cảm giác á, tại vì không biết mọi người có biết cái điều này không mà, là tất cả những người nhìn con thì con đều cho người ta thích con. Con vậy đó. Cứ ai nhìn con là con nghĩ người ta thích mình à. Từ đó giờ luôn vậy đó. Sao? Thì nó cứ vậy hoài. Xong rồi con mới nhìn trên bàn thờ. Con nói đừng thích con nha. Đừng có nhìn con nữa, con sợ quá. Đừng có nhìn nha chú nha, sợ nha. Rất sợ nha. Rõ chưa? Rõ chưa? Rõ rồi. Hầu. Ôi, mẹ mẹ cha mình nộm bị điện đau. Trời. Trời. Trời đất. Cái gì mà giữa đêm dưa hôm vậy chú? Chú. Nó tới nhà mình xong nó giống như là mình đột nhập vô nhà nó vậy đó. Dạ. Ông bị hả? Dạ không ạ, à, đây là con Chí ạ. Cũng giống. Dạ vâng. Nhưng mà sao nó chỉ có một cái chân? Dạ. Chắc Chí mén ạ. À, thưa quý vị, thật ra là ông bà mình nói rất hay. Có Chí thì nên. Còn riêng con có Chí thì ngu ạ. À. Con có Chí, có Chí, có Chí. Con có Chí, Chí, Chí. Có Chí, có Chí thì ngu. Chí thì ngu, 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 ngu. Con có Chí thì ngu. Chú biết sao, mẹ con nói là con Chí nó ăn vô não con rồi. Hút máu não. Nó hút máu não con rồi. Con học ngu. Cứ ngu triền miên ngu. Nhưng mà hồi xưa có Chí nhiều không? Con rất nhiều ạ. À. Nằm đâu lay đó. Có đụng người nào lay người đó. U là chú biết cái lượt gỗ ngày xưa không đó? Cái lượt tước Chí xuống đúng không? Cứ mỗi lần mà mẹ con tước một cái xong tước một cái xong bắt Chí đau, mẹ con bắt Chí đau. Mẹ con bắt Chí rất đau. Con có hiện tượng hối từ nhỏ. Còn đây là nỗi mảnh thứ hai của chú mang tên bàn thờ. Trời ơi, bàn thờ mà chú để chú vẽ như cái gì vậy? Ở nhà ngoại của chú có một cái gian bự luôn. Bự cỡ phim trường này nè, chỉ để thờ thôi. Là ngăn là ba gì nè. Là mỗi gian thờ một thời khác nhau hay sao á. Không có dám vô. Vậy nhà chú phải nhà vô cái đền. Không, cái đó là nhà ngoại thôi, không phải là nhà chú ở, nhà thờ tộc. Chú giờ nha. Sợ lắm, không có dám vô. Nên cũng không có tả kỹ được tại đâu có dám vô đâu. Nhớ xương xương nè. Nào xưa con có sợ bàn thờ không? Con sợ bàn thờ nha. Con nhìn bàn thờ con có cảm giác á, tại vì không biết mọi người có biết cái điều này không mà, là tất cả những người nhìn con thì con đều cho người ta thích con. Con vậy đó. Cứ ai nhìn con là con nghĩ người ta thích mình à. Từ đó giờ luôn vậy đó. Sao? Thì nó cứ vậy hoài. Xong rồi con mới nhìn trên bàn thờ. Con nói đừng thích con nha. Đừng có nhìn con nữa, con sợ quá. Đừng có nhìn nha chú nha, sợ nha. Rất sợ nha. Cảm giác hơi bị sợ nha. Mà chú cảm giác á, cái hình mấy hình nó chuyển động. Chuyển động nha. Ừ, hay kiểu thấy đứng bên này xong kiểu ông đang cười cho mình á. Hay kiểu dễ sợ lắm. Cái hình nó nhìn creepy á. Đây. Con ám ảnh nhất đó là chiếc tivi. Trong một cái khu nhà con là có 3 căn. Thì nhà con là một nhóm nhà rồi. Thì có một nhóm người nhiều. Một cái khu chỉ có 3 căn thôi. 3 căn thôi. Thì đất nhà con luôn cho người ta ở ké mà. Thì con nít thì khoảng là 10 đứa. Rồi người lớn. Rồi nhà con thì ba con sửa xe cho nên là có thợ thì rất là đông. Thì buổi chiều khoảng 4-5 giờ sau khi mà ăn cơm này nọ xong á, là mọi người ngồi chen lên rồi lúc qua lúc lại để coi phim. Thì chú biết cái cảm giác mà mỗi lần mà coi tivi xong là hột dưa nè, hột bí nè, nước uống nè, xả đi về. Con dọn.
con và chị hai con dọn. Dọn rất mệt luôn, mà mấy năm trời luôn nha chú nha. Xong rồi có những cái lần mà ăn ten trời mưa giật, cứ chửi nhà con nữa. Chửi là trời xài đồ dởm rồi, coi bị giật ngang vậy đó. Coi tivi nhà người đúng ta rồi, vậy xong vậy. Rồi chê bai ăn ten nhà người ta. Xong rồi nói nhà người ta là xài ba cái ăn ten Ariane gì phải dởm dởm. Xong rồi đi ra mỗi lần coi phải đi ra quay cái ăn ten này nè. Ai giật ba con giật chứ ai giật. Ai giật ba con giật chứ ai giật. Đâu có giật tôi đâu nó biết. Nhưng mà vấn đề là ngày xưa nó coi thường nhà con, nhưng mà nó vẫn coi chung tivi nhà con đó. Thì tại nó không có đúng đó. Khi mà nó có nó vẫn nói, nó vẫn so sánh mà tivi Sony nhà con không bằng tivi nhà nó. Chỉ vậy. Rồi bây giờ tốt quá, mua cái tivi bự chưa, tivi siêu mỏng chưa? Nhà con giờ có hết trơn rồi, điều kiện khá rồi. Khinh nó lại. Khinh lại nha. Khinh lại. Cái tivi này chú bị ám ảnh một chuyện. Có một cái thứ mà mình chưa bao giờ hiểu hết. Là cái remote tivi. Chưa bao giờ hiểu hết tất cả các nút của nó có ý nghĩa gì luôn. Thì lúc đó chú bị lộn cái chuyện là cái nút hẹn mở với cái nút hẹn tắt. Có nghĩa là chú hẹn giờ nó tắt để ngủ, nó tắt thì nó không tắt. Mà chú bấm lộn cái hẹn mở, hẹn 2 giờ sáng. Xong tối coi xong tắt, đang ngủ 2 giờ sáng tivi mở. Đâu có biết. Cái ngày nào cũng kiểu vậy nè. Trước khi nội con mất kìa, vừa nội con mất đi á, chứ biết làm sao. Dắt con tới một cái bà đó, là cái gọi là bà hai trong á. Linh thiêng lắm, bà đốt ba cây nhang xong, bà uống một ly nước, bà cái mặt con nè. Trời đất. U là. Không còn này không anh nè. Chứ biết làm sao không? Bà phun vậy đó, mà phun tới lớp 5, lớp 6 mà nhà con là mười mấy đứa cháu bị phun đều hết. Bị phun đều hết. Hay là phun như vậy là nước thánh học giỏi. Mà xong rồi con mấy đứa, ủa sao tự nhiên nhà mình liễu ngang nghỉ ngủ vậy mẹ? Mẹ kêu á, cái người giật giò. Lúc đó tin chưa? Con chưa tin, con chưa có tin. Xong rồi cái con đi học mà cái môn nhảy sào này, thế con vô con nhảy nha. Con nói lớp con nó nhảy qua hết chứ, hay lắm. Mà con ngoài cái khoản học phí con nộp cho nhà trường ra, con còn có cái khoản đảm bảo tài sản. Con học cái mùa đó xong mà gãy 4 cây. Gãy 4 cây. Gãy 4 cây. Một cây 122 ngàn. Đền tiếp tục luôn. Là không qua. Nghĩ tới cái vụ không giật qua. Giò của mẹ. Không qua. Chú thấy tâm linh chưa? Con nói là tại sao mọi người nhảy qua, mình nghĩ không qua. Hay là mình thử suy nghĩ rộng ra một chút xíu đó. Là nhiều khi là do mình làm không? Thì đó, hồi xưa là 97kg. Thì đó. Lớp 6 là 97kg rồi. Nhưng mà chắc cũng phải có người giật giò. Phải có người giật giò. Không thể nào mà con không bay con được. Đúng con. Rồi. Chú nghĩ coi tới lớp 9 mà thí dụ con 5,2 thì sao mà được. 5,2 lớp 9. 5,2 là đủ lên lớp rồi. Đủ lên lớp, thầy thương. Thì đó. Đền điều mà tính ra làm để coi 4 cây nè. 4 cây đó. Rồi thêm để coi cái lần mà nhảy cái cây mà lúc mà lớn hơn là cái lúc đó phim ở trường Đóng Quân Mùa Gai. Là có đầu tư để cho Hàn Quốc người ta về tôi quay phim cho nó xịn hơn đó. Phim Mùa Gai quay trường con luôn. Là đầu tư cây xịn hơn, con làm nhảy cây tiếp. Nguyên trường có 2 cây, con làm nhảy cây đó mà. Không qua. Cây đó là bằng nhựa, bằng sắt vậy đúng không? Cây làm sao bằng nhôm, mà nhôm rỗng rỗng ruột, cái ruột ở trong không có ruột. Ồ vậy là do cái cây đó rồi. Đúng rồi, chất liệu nó dởm. 97kg tán lên thì nó gãy thiệt. Bây giờ cỡ mà cây ba ton mà bằng sắt đặt luôn cũng gãy nữa. Con người vô người kiểu như là nhà không có vườn nhãn nữa. Cái xong cái câu mà ám ảnh nhất luôn. Cái vườn nhãn là hơi ghê đó. Vườn nhãn rất ghê nha, rất ghê luôn. Thì chị hai con mới nói là ngủ đi. Thì đúng rồi, khuya thì phải ngủ chứ thức làm cái gì. Ông bị tới. Cái ông này nghe là cái trình này rồi. Cái bị mà trình mình lại. Thì không biết ông bị là ông nào. Không biết ông, nhưng mà dưới quê con vẫn kêu ông kẹ. Nhưng mà chị hai con vẫn nói ông bị. Vẫn kêu giờ sợ sợ chùm đầu lại này kia. Kêu ông bị tới rồi. Con nói quay qua nói với em con là Lê Minh Ngà. Rồi thêm bằng Lê Minh Quý sát bên nữa. Ủa biết ông bị tới. Thì tới năm lớp 3 đó. Thì cái sự phản kháng bộc dậy. Tại vì cái tính chất của con người Việt Nam chúng ta là có cái tính máu là gọi như là bứt phá và cũng như là mình phải trỗi dậy vậy đó. Đúng rồi, khi mà bị dồn cái chân tường. Dạ, thì thằng giữa nó sẽ nói ông bị là ai. Đi đâu sợ. Là con nói hả? Nó nói con. Nó nói con, thằng con nói chị ba con. Đừng có hù nữa, ông bị là ai. Một tán. Một tán. 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 Ông tán nói hồi nữa nha. Con có cái nết con quýnh em con rất hay nha. Ba con không biết, mẹ con không hay, chị không bao giờ biết luôn. Tất cả mọi người ra bên ngoài làm công chuyện đó. Con khóa tất cả các cửa trong nhà lại. Con quýnh con dí nó. Mặc dù dí không lại nhưng vẫn quýnh được nó. Vậy tính ra mày là nỗi ám ảnh trong cái nhà đó. Bước tiếp cận đầu tiên của con là hai đứa cùng ngồi chung một chiếc giọng. Hỏi tại sao mày làm như vậy. Cứ qua lại không trả lời tán. Tán nó quýnh lời con, quýnh lời dài. Chứ nó nhỏ hơn mình mà đúng không? Nhỏ hơn con tôi 2 tuổi thôi. Nhỏ hơn tuổi là đánh lộn ngang cơ. Nhưng nó cọc hơn con nha. Nó cọc hơn rồi cuối cùng là cuộc chiến ai thắng. Thường là nó thắng nha. Thường là nó thắng. Hồi xưa
xưa nhà chú là kiểu là cũng nghèo, không có nhiều cái món ăn á. Sau mỗi lần mà chú mà chê cái món ăn mà mẹ chú nấu, hồi nhỏ mình rất là không thích ăn đồ ăn mẹ mình nấu. Đúng rồi. Sau mẹ kêu mẹ ăn cước heo xào đường. What? Không biết cái món đó luôn. Đến bây giờ vẫn còn bị nhớ món đó luôn. Cước heo xào đường là cái món nào nghe nó rất văn hóa nha. Heo xào đường. 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 Mà kiểu không biết là món ngọt hay món mặn. Bên nhà chú là bên khu kinh tế mới hả? Không biết nữa. Sao ghê vậy? Nhà chú có một cái chuồng heo. Vậy đó. Thường ta nói là mấy... Tại vì nó có một cái chuồng heo nên có một cái hầm cất heo, rồi cất heo chiên chảy xuống đó đó. Chú nói về VAC con biết rồi, chú nói ghê quá. Game đầu tiên thì chúng ta sẽ có 8 cái đồ vật trong này. Thì mỗi người sẽ bóc 4 món rồi đón tên thôi. Xin mời ạ. Đồ vật thì hơi gớm chút xíu, khách mời thì chơi trước cho lịch sự hả? À, có nghĩa là đụng đẩy. Không có đụng đẩy. À, vậy hả? Mình chơi để mình rút ra được kinh nghiệm, bài học ý nghĩa và... Khát nước chứ vậy? Khát nước quá, trà ngon quá. Trà này pha tốt nè, đêm nay thức luôn đấy mày. Ừ, sao hình như pha cũng đậm lắm á. Đậm mà. Hồi nãy giờ tính ra là mình chưa giới thiệu luôn đó, tới cuối mình giới thiệu sao? Cái vừa bóc mình vừa giới thiệu. Không cần ạ. À. Không cần. Vì mọi người đã biết rồi ạ. À. Dạ. À... Có sợ. Ủa có cái gì? À, hồi nhỏ mẹ con kêu á, nếu mà chơi cái này á là sẽ bị y chang nó luôn đó. Cái này là chơi mà chọi vô tường, xong rồi cái hít ra. Cục sida. Cục sida nè. Cha ơi, cha xì lam. Hả? Cục xì đa. Cái gì cục xì đa không? Cái này là cục xì lam, nhưng mà cái này hồi xưa làm gì có, mới có đây thôi. Sai rồi chú ơi, nhà chú chắc hoàn cảnh cũng khó khăn mới không được chơi cái trò này. Dạ con là có cái này rồi, rẻ ôm mà mấy ngàn chọi vô tường dính xong rồi gỡ ra lại nè. Đâu có, cái này xì lam mới xuất hiện đây mà. Vậy hả? Cái này xì đa, đục xì đa cha. Nó giống như cục xì đa mà. Hồi xưa chơi cái chọi vô tường như bụp bụp. Đúng rồi, nhưng mà cái cục đó là bằng silicon. Cục xì đa mà. Xì lam, cha ơi, cha cục xì đa nè, người ta ghi chữ xì lam kìa. Xì lam vôn, pha lê con vật. Rồi, ba chú bóc nè. Sai rồi nha, không phải cục xì đa nha cha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Giống cái đầu tóc giả vậy ta? Không nha. Ôi. Trời dễ quá, thiệt luôn á. Trời mấy cái này ghê lắm á. Trời dễ ờm mà. Cái viết bi. Phải không? Cái viết nè. Dễ ờm gì mà vẫn sai cái đầu tiên đó thôi. Dễ ờm gì mà vẫn sai cái đầu tiên đó thôi. Có bông. Đúng rồi, bông gòn. Nói có bông rồi, chị sao vậy? Sao? Mọi người sao? Không, không, đừng, đừng, đừng. Không. Trời. Biết không, biết không, biết không? Tâm lý vậy đó. Cái này giống như cái đùi chén vậy á. Biết phải không ta? Móc ra. Con móc ra đó nha. Ok. Wow. Đúng rồi nè, đồ chùi nồi. Chở lông gà. Dễ. Nhưng mà nó không hề có lông gà nha. Có cái lông ở đầu. Đây nè. Đây nè. Con chuột. Không, không có đón được. Không có đón được. Của người ta còn. Có rồi. Hết rồi nè. Hết rồi. Sau khi trò chuyện với con xong rồi thì hôm nay thì hai chú cháu mình nói về nỗi ám ảnh tuổi thơ. Dạ. Nhưng mà chú không ngờ là có một điều bất ngờ là chú đang ngồi kề một cái nỗi ám ảnh tuổi thơ của biết bao bạn bè đồng trang lứa ở khu vực thành phố Phan Thiết. Thật ra nói chung là mình kể là kể vui như vậy thôi, chứ thật ra là ai người ta cũng có một cái thời điểm để người ta nhớ về những cái ký ức của mình hết trơn á. Nhưng mà mình cũng rất là may mắn, giống như là con với chú vậy đó. Mình nhớ lại gần như là mình match được với nhau khá nhiều những cái chi tiết. Tại mình ở cùng quê đúng nữa. Đúng rồi đó. Cho nên là mình cũng có được những cái điều để mình nhớ lại cùng với mọi người. Và khách mời của chúng ta đã rất là hạnh phúc khi được chia sẻ và nhận được những cái phần quà đến từ chương trình. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng mọi người đã tìm được những cái phút giây gọi là
vui vẻ, thoải mái cũng như là ám ảnh cùng với anh Minh Ngọc ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.